cháy rồi không thay nói đâu. Cái đó là cái mối khác thôi, đất luôn rồi. Nhà này nói 15 tháng không ai tin được không? Nói 15 tháng ít người tin. Người ta tính rồi bảo mình nó dốc luôn. Rồi anh đóng. Nó bị thấm thà nên sao á, thấm thà là phải xử lý chứ để lâu rồi đâu là hư hết dáng nữa đó. Tốt quá, 15 tháng rồi. Nhà này là tổng hết là phải giờ lên cái ngàn tổ rồi đó, dữ dằn. Tổ quá thì tổ này. Cái chai xịt mối anh có dưới kìa. Ngoài này là thằng lượn của nó mà cũng tổ này.